Xin chào các cô chú chị chịu các bạn và vị trí chú à, dựa vào lịch à, dự đoán của trang à, com đây là một trang web về di chú à, và của Mỹ và có uy tín số 1 hiện giờ à, đưa ra về cái địch, à, visa vào tháng 6 và chúng ta có thể đưa ra để mang tính chất à, tham khảo cho cho các bạn nha các bạn à, lịch à, đó à, dự đoán được visa vào tháng 6 năm 2021 diện F1 là diện à, cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên à, 21 tuổi thì sẽ là tăng đến ngày 1 tháng 11 năm 2014 so với à, uh, hiện tại là 22 tháng 10 như vậy là dự đoán của Macri Visa thì sẽ tăng là một tuần so với diện F1 F2A F2A là diện um, Ba hoặc mẹ là thường chủ nhân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hoặc là thường chủ nhân bảo lãnh cho vợ hoặc chồng. Thì vẫn là current, tức là có nghĩa là hồ sơ nào được mở thì sẽ được uh, tiến hành. NVC sẽ tiến hành gửi thư mời phỏng vấn. diện F2B là diện ba mẹ thường chủ nhân ba học mẹ thường chủ nhân ba lãnh cho con trên 21 tuổi và độc thân thì là sẽ là ngày tăng đến ngày 1 tháng 9 năm 2015 và F5 à, và hiện tại tháng 5 là 15 tháng 8 năm 2015 như vậy là tăng dự đoán là tăng sẽ tăng là 2 tuần F3 là ba cha học mẹ là quốc tịch bảo lãnh cho con uh, con đã có gia đình là ngày 1 tháng 9 năm 2008 so với so với uh, tháng 5 là ngày 22 tháng 8 năm 2008, là 2008 như vậy là cũng chỉ tăng uh, một tuần dự đoán cũng chỉ tăng một tuần và F4 anh chị em có quốc tịch bảo lãnh cho uh, anh chị em là, tăng đến ngày 15 tháng 11 năm 2006 so với uh, tháng 5 là 8 tháng 11 năm 2006 như vậy là cũng chỉ tăng một tuần. Như vậy là dự đoán của trang qua web uh, có về về trú có uy tín nhất. Ở Mỹ thì tương đối là tăng mỗi diện đều tăng 1 đến 2 tuần vào tháng 6 tương đối sẽ tăng tương đối rất là ít nhưng mà có tăng vẫn hơn là đứng dậm chân tại chỗ. Đây là dự đoán chỉ mang đến tất tham khảo. À cảm ơn các bạn đã theo dõi.